Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình thành phố Hội An phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Nam. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin tập trung phản ánh các hoạt động chuẩn bị vui xuân đón Tết Quý Mão năm 2023 trên địa bàn thành phố Hội An. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 16 tháng 1, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hội An tổ chức gặp mặt cán bộ chủ chốt thành phố và xã phường, đồng thời thông tin tình hình chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong và sau Tết. Trước Tết, thành phố đã chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân, kiểm tra kiểm soát hàng hóa, bình ổn giá và đảm bảo an toàn thực phẩm Tết, tổ chức hội hoa xuân 2023. Đặc biệt là công tác chăm lo đời sống và chi trả kịp thời các chế độ liên quan đến các đối tượng. Để nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, thành phố đã đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương rà soát đời sống người dân và cán bộ công chức người lao động có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ quà trước Tết, tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao trang trí của động trực quan và vệ sinh môi trường sạch đẹp. Lực lượng chức năng tăng cường quản lý an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết. Tết năm nay, thành phố sẽ không tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa. Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đại diện lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình người có công trên địa bàn. Năm nay, thành phố tiếp tục chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh Xã hội và các địa phương theo dõi, rà soát, nắm tình hình đời sống của các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Các chế độ chính sách và quà Tết của người có công, đối tượng chính sách đã được trao tận tay, đảm bảo kịp thời, chu đáo, đúng đối tượng. Trong đó, Ủy ban nhân dân các xã phường tổ chức đoàn đại biểu đến từng nhà để thăm hỏi, động viên, trao quà Tết của tỉnh, tặng người có công và gia đình chính sách. Thành phố Hội An vừa gặp mặt các chức sắc tôn giáo và đại diện bà con người Hoa nhân dịp xuân Quý Mão 2023. Trong không khí thắm tình đoàn kết, lãnh đạo thành phố Hội An đã thông tin đến các chức sắc và đại diện bà con người Hoa tình hình kinh tế xã hội năm 2022 và các nhiệm vụ trọng tâm năm mới. Năm qua, thành phố từng bước phục hồi kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh có nhiều khởi sắc. Công tác xây dựng cơ bản, quản lý tài nguyên môi trường, đền bù giải phóng mặt bằng đạt hiệu quả, tạo niềm tin trong nhân dân. Năm mới, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, đầu tư hạ tầng, tập trung các công trình trọng điểm và các đề án quan trọng nhằm phát triển toàn diện và bền vững theo hướng sinh thái văn hóa du lịch. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo thành phố đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp của bà con và mong muốn các tôn giáo và bà con tiếp tục tin tưởng, đồng thuận các chủ trương của thành phố, góp sức phát triển quê hương. Hội Tết Nguyên đán năm nay, thành phố Hội An tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao vui tươi và hấp dẫn đón mừng Xuân Quý Mão và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, như không gian hội hoa Xuân Quý Mão, chợ phiên khởi nghiệp sáng tạo, chợ Tết xưa, hội báo xuân, triển lãm ảnh nghệ thuật sắc màu hội tụ ba miền. Đặc biệt, từ đêm 30 tháng Chạp sẽ diễn ra hội đón giao thừa với vũ hội Xuân trên phố và chương trình nghệ thuật đặc sắc. Trước, trong và sau Tết Quý Mão, các điểm tham quan trong khu phố cổ, làng rau trà Quế, làng mộc Kim Bồng, làng gốm Thanh Hà, rừng dừa bảy mẫu Cẩm Thanh và khắp các tuyến đường trên địa bàn thành phố trở nên lung linh rực rỡ với các cụm trang trí cờ hoa, biểu ngữ, đèn lồng tươi mới. Đầu năm mới Quý Mão, Hội An sẽ tổ chức giải đua ghe đảo thủy đầu xuân, hội Tết Nguyên tiêu, hội thi hô hát bài chòi. Bên cạnh đó, một số địa phương cũng có nhiều hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán như hội Tết trồng cây, lễ cúng cầu bông trà Quế, lễ giỗ tổ nghề mộc Kim Bồng, lễ cúng thần nông, vân vân. Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hội An đã khai mạc chương trình Xuân ấm áp, Tết yêu thương nhân dịp Tết Quý Mão năm 2023 để giúp đỡ hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn. Đây là một trong số rất nhiều hoạt động chăm lo cho người dân trong dịp Tết tại thành phố Hội An. Sau đây là ghi nhận của phóng viên đài chúng tôi. Trong một ngày diễn ra chương trình, lãnh đạo thành phố đã trao 1.000 phần quà trị giá 1 tỷ đồng. Đây là số kinh phí được trích từ nguồn quỹ vì người nghèo của thành phố, từ những đóng góp của các doanh nghiệp, những nhà thiện nguyện, hảo tâm trên địa bàn thành phố, tiếp nối chuỗi các hoạt động hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn trong 2 năm bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 vừa qua. Theo tinh thần, không một ai bị bỏ lại phía sau, không ai khó khăn mà không được giúp đỡ. Chương trình Xuân ấm áp Tết yêu thương thường niên của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố tổ chức nhằm huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho các gia đình bị khó khăn được cái Tết no ấm và vui vẻ. Năm nay chúng tôi đã phát thư mời và kêu gọi được hơn gần 1 tỷ đồng cho cái chương trình đầy tính nhân văn này. Cùng với đó thì Mặt trận Tổ quốc
trích từ cái quỹ vì người nghèo của thành phố để đảm bảo cho mỗi 1.000 hộ dân có được là mỗi hộ 1.000.000 đồng để mua sắm trong cái dịp Tết. Đặc biệt năm nay, thực hiện chương trình chuyển đổi số của thành phố nhằm từng bước minh bạch, hiện đại trong công tác cứu trợ, giúp người dân thụ hưởng, tiếp cận với các hình thức mua sắm văn minh, từ chọn những mặt hàng Tết mà gia đình cần. Ban tổ chức chương trình đã phối hợp với Ngân hàng Quân đội và Ngân hàng Công thương chi nhánh Hội An mở tài khoản cho người nhận quà. Mỗi người được nhận một thẻ ATM có giá trị 870.000 đồng và một phần gạo trị giá 130.000 đồng. Ban tổ chức cũng phối hợp với Phòng Kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Đội quản lý thị trường số 2 lựa chọn các đại lý uy tín để mở tài khoản giao dịch với người dân có nhu cầu mua sắm và chọn số lượng hàng hóa đa dạng, phong phú, đảm bảo chất lượng, ưu tiên các mặt hàng Việt Nam chất lượng cao để phục vụ người dân mua sắm sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán với tinh thần đảm bảo an toàn, giá cả hợp lý. Quyện để có xuống ấm ốp về họ cho được con những món quà là cũng quá quý. Có như là ước mong rằng mà họ cứ ngó dần chân đây là được quá rồi, chứ không mua giờ không có đấy, từ mà có anh nhờ chị đi bán cho bô thôi. Lần đầu tiên tôi đi nhận quà về trong Tết ấm là xuống ấm ốp này, tôi rất quân ninh là tình cảm của thành phố Hội An đã cung cấp cho tôi. Thì về nhận cái quà này về tôi ăn Tết được sâm bài, tôi cũng rất cảm ơn trong cái bộ phận xuân ấm áp của thành phố. Hưởng ứng chương trình Xuân ấm áp Tết yêu thương dịp Tết Quý Mão năm nay, Ủy ban Mặt trận các xã phường phối hợp với Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội ở địa phương cũng đã vận động các nhà tài trợ, các mạnh thường quân, bà con kiều bào, các tôn giáo, cơ sở thờ tự và các nhóm thiện nguyện đóng góp ủng hộ để chăm lo đời sống người dân trong ngày Tết sum vầy yên vui. Ngay từ đầu tháng Chạp, sự chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội đã bắt tay ngay vào việc vận động kêu gọi các mạnh thường quân để tổ chức một cái chương trình xuân ấm áp Tết yêu thương cho bà con nhân dân ở phường Cẩm Nam. Thì trên tinh thần đó thì chúng tôi đã vận động mạnh thường quân trên địa bàn. Đến giờ phút hôm nay thì chỗ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội đã tiếp nhận hơn 500 phần quà, với phần có số phần quà trị giá cao nhất là 1 triệu đồng và phần quà thấp nhất là trị giá là 400.000 đồng để hỗ trợ cho bà con nhân dân. Mong muốn với bà con nhân dân Cẩm Nam sẽ có một cái Tết thật sự là ấm no, hạnh phúc. Chương trình Xuân ấm áp Tết yêu thương do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố Hội An tổ chức đã trở thành hoạt động thường niên trong những năm gần đây, tiếp nối chuỗi các hoạt động chăm lo cho người nghèo khó hàng năm, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp đón năm mới, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hội An đã tổ chức gặp mặt thân mật gần 50 người nước ngoài đang tạm trú sinh sống tại thành phố Hội An và đại diện bà con Việt kiều tại địa phương. Nội dung cuộc gặp mặt được phóng viên chúng tôi phản ánh. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo thành phố đã thông tin tình hình địa phương, đồng thời bày tỏ tình cảm quý mến, sẻ chia của chính quyền và người dân thành phố đối với người nước ngoài đang sinh sống tại Hội An và đại diện bà con Việt kiều. Lãnh đạo thành phố cho biết, Hội An là vùng đất hội nhân, từng là nơi người nước ngoài đến giao lưu buôn bán, làm ăn, định cư, lập nghiệp, để lại nhiều dấu ấn, góp phần làm phong phú các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc địa phương. Quá trình hội nhập và phát triển, Hội An luôn chủ trương mở rộng mối quan hệ đối ngoại, tiếp biến văn hóa, không chỉ là một điểm đến cho du khách quốc tế, mà còn là vùng đất an bình cho người nước ngoài sinh sống, hòa nhập và phát triển kinh tế cùng cư dân bản địa. Và hôm nay chúng ta chứng kiến là rất nhiều du khách từ các nơi trên thế giới đã về với Hội An, và trong số đó không ít các bạn đã chọn Hội An là cái nơi sinh sống và chọn làm cái quê hương thứ hai của mình. Và qua 2 năm cái đại dịch Covid-20-21 cũng là cái quãng thời gian nó thử thách cái tình cảm và cái tình yêu của chúng ta dành cho Hội An. Và phải nói một điều, qua 2 năm đầy khó khăn như vậy nhưng mà nhiều anh chị vẫn gắn bó Hội An. Trước tình cảm và sự trân trọng của lãnh đạo thành phố, nhiều người nước ngoài và bà con kiều bào tại Hội An đã bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi và cảm ơn thành phố Hội An đã có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, nhất là thời điểm trong và sau dịch bệnh Covid-19. Các ý kiến đều cho rằng Hội An là vùng đất an bình, thân thiện, hiền hòa, được người nước ngoài ưa thích, mong muốn được đóng góp nhiều ý tưởng, việc làm đẹp, bảo vệ môi trường, từ thiện, giúp đỡ các đối tượng khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, dioxin.
Since we are locals, we have been invited to so many Tet parties. Trong quá trình sinh sống ở Hội An, cộng đồng cư dân phố Hội luôn thân thiết, hòa đồng, sẵn sàng sẻ chia, quý trọng, tạo tình cảm thân thương, gần gũi, đoàn kết với người nước ngoài và kiều bào. Chúng tôi quyết định lựa chọn Hội An và ở lại đây cả gia đình để được sống ở một nơi thân thiện, hiền hòa và an bình. Đây là một môi trường tốt đối với các con của chúng tôi trong tương lai. Tôi thường quảng bá cho Hội An với những bài bạn trong nước cũng như quốc tế. Khi có dịp là tôi có thể giới thiệu Hội An cho họ, bởi vì cái nét đẹp Hội An, bởi vì cái tình người Hội An, cũng như là cái sự quan tâm rất là sâu sắc của chính quyền qua nhiều phương diện. Dịp này, lãnh đạo thành phố đã gửi lời chúc mừng năm mới và trao tặng những phần quà Tết là đặc sản địa phương, góp thêm niềm vui với người nước ngoài và kiều bào khi đón mừng Tết Nguyên Đán và năm mới Quý Mão cùng cộng đồng cư dân Hội An. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi năm khi Tết đến xuân về, mọi nhà ăn vui, phấn khởi, đoàn viên cũng là thời điểm các lực lượng chức năng âm thầm làm nhiệm vụ, vừa đảm bảo quốc phòng an ninh trong khu vực phòng thủ, vừa chuẩn bị cho công tác giao quân, thi hành nghĩa vụ quân sự theo chỉ tiêu tỉnh giao. Chúng ta cùng xem ghi nhanh sau đây. Những ngày cuối năm, các đơn vị vũ trang như công an, đồn biên phòng Cù Lao Chàm, ban chỉ huy quân sự thành phố và các xã phường đang tiếp tục thực hiện phương án bảo vệ Tết Nguyên Đán. Các đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu, bám sát các địa bàn, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, tuần tra đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, cướp giật, trộm cắp, phòng cháy chữa cháy và âm mưu diễn biến hòa bình của các đối tượng thù địch. Trong cái dịp Tết đây thì cũng đã có cái chương trình phối hợp xuân biên phòng Tết hải đảo, thì cấp ủy ban chỉ huy đơn vị đã xây dựng cái kế hoạch phối hợp với lại dân quân và công an của xã đảo Tân Hiệp là tổ chức ngay từ bây giờ là tuần tra ngày 2 lần giữa ngày và đêm. Đấy, làm sao để đảm bảo cho cái địa bàn của xã Tân Hiệp được an toàn để cho nhân dân được vui xuân đón Tết. Dự báo trong dịp Tết, Hội An sẽ đón lượng khách đến tham quan đông đảo, nên các đơn vị chức năng như Công ty Cổ phần Công trình Công cộng, Điện lực Hội An, Đội Quy tắc Đô thị, Đội Văn minh Đô thị, các phường Minh An, Cẩm Phô, các đơn vị y tế từ thành phố đến xã phường, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình, v.v. đều thực hiện nhiệm vụ xuyên suốt nhằm tổ chức tốt Hội Tết Nguyên Đán Quý Mão cho mọi người vui xuân. Trong đợt này, các lực lượng vũ trang tăng cường giữ vững an ninh chính trị trong khu vực phòng thủ, đồng thời kết hợp công tác dân vận, chuẩn bị tốt các nội dung để giao quân sau Tết, đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Triển khai đồng bộ từ cơ quan, từ thành phố đến xã phường, nhất là tổ chức lực lượng trực ở cơ sở, công tác tuần tra, canh gác, công tác phối hợp giữa công an và biên phòng để làm tốt công tác an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là đêm giao thừa và những ngày bà con nhân dân nghỉ Tết. Thứ hai, về bảo đảm công tác tuyển quân năm 2023. Đến giờ phút này thì các địa phương, đơn vị, xã phường đã làm tốt. Tết Nguyên Đán đang về với mọi nhà. Các đơn vị hữu quan và các lực lượng chức năng ở Hội An vẫn âm thầm, miệt mài làm nhiệm vụ, quyết tâm đảm bảo các nhiệm vụ chính trị của thành phố ngay từ đầu xuân mới. Chương trình truyền hình thành phố Hội An phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Nam hôm nay đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn đón năm mới an khang thịnh vượng. Thân ái, chào tạm biệt.